Bình Dương là tỉnh bị dịch bệnh COVID-19 tác động nghiêm trọng chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Đợt dịch thứ tư, toàn tỉnh Bình Dương có 246.000 ca mắc, đa số được chữa trị khỏi bệnh, nhưng cũng có gần 2.600 người tử vong. Hiện tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiều chính sách để chia sẻ khó khăn và nỗi đau với thân nhân người mất do COVID-19. Tối nay 19 tháng 11, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Chúng tôi đã đến thăm gia đình một em nhỏ có mẹ tử vong do COVID-19 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Người phụ nữ mất để lại hai con còn độ tuổi ăn học, mẹ già và người chồng bị tai nạn không còn sức lao động. Đến nay cháu bé vẫn chưa quên được hình ảnh người mẹ. Một ngày là mẹ là một điều có tối mẹ nghĩ. Tối mẹ nghĩ, mẹ coi tivi với con với chị hai. Có khi là mẹ ra quýnh bài với con. Còn khi là nhà cúp điện là mẹ với con ra ngoài đường ngồi. Ra ngoài đường với con có rất nhiều bạn. Cái ra tụi con chơi đá banh, quýnh bài, nhảy gờ cò. Mẹ con ngồi xem. Cái lúc có điện lại, cái mẹ với con vô nhà. Vô nhà cái coi tivi. Coi tivi xong rồi mẹ kêu con vô giường ngủ trước. Cái mẹ vô ngủ với con. Sáng mẹ dậy là mẹ chở con đi học, xong mẹ về mẹ làm học đều. Cái lúc con về, con xuống nhà tan học mấy tiếng lận. Xuống nhà con coi tivi. Lúc đó mẹ xuống coi phim khủng long với con. Cái hết bộ phim đó mẹ lại tiếp tục lên làm học đều. Cái lúc kia mùa dịch nên là mẹ thất nghiệp. Mẹ kiếm tiền nuôi con không biết kiếm làm sao nên đi mượn người ta. Mẹ con cũng giữ đúng hẹn. Mẹ con hẹn chừng nào là mẹ con hẹn trả chừng đó. Cái này mẹ con mất một mượn heo ạ. Nay mẹ con mất con buồn heo à. Cái rồi từ từ cũng quen. Ngày nào cũng ra ngoài chơi mình, buồn heo à. Lúc kia còn mẹ là con ra ngoài đường chơi. Còn nay không có mẹ nên con buồn heo à. Cứ ở nhà lẫn quẩn sao mẹ chơi à. Con có biết vì sao mẹ mất không? Cha mẹ bị Covid. Mẹ bị Covid thì như thế nào? Lúc đó con có bị không? Lúc đó là mẹ bị lây bởi chị hai, thím năm con với lại em bé. Cái mấy người đó được chở đi cách ly. Mẹ con thì ở nhà người ta test giết mà không thấy dịch, không thấy bệnh. Cái rồi lúc kia mẹ con kêu mẹ con hết chịu nổi rồi, ba con kêu chở mẹ đi luôn, có chết thì chết chung. Cái rồi chú Năm con mới xuống, chú Năm con chở mẹ con đi, mẹ con chở. Chú Năm chở mẹ con đi bệnh viện. Cái mẹ con ở dưới đó. Cái lúc đầu con nghe mẹ con chết cũng khóc. Cái lúc sau làm quen không khóc nữa. Cứ chơi mình hoài à. Chơi giờ quen biết rồi. Giờ quen rồi nên không khóc nữa. Rồi con ở nhà thì con làm gì để con giúp chị hai, giúp bà, giúp ba? Dạ con học. Tại sao lại con chỉ học thôi, con có phụ giúp việc gì nữa không? Dạ con có rửa chén, giặt đồ. Tức là học thì học thật giỏi, sau này giúp chị hai đấy ha, giúp ba đấy ha. Dạ. Đây hôn, đau cái đầu. Nó hôn nhức đầu, không nghe tiếng, không nghe được. Rồi không biết họ làm sao, không biết họ đưa đi họ làm sao. Chết không biết. Cũng không, đây không biết.
Rồi mẹ của cháu Bình và cháu An mất như vậy thì cái hoàn cảnh của các cháu như thế nào bạn? Giờ nó khổ lắm. Giờ chị em ai có làm được gì đâu, cứ học riết biết là làm gì đâu nói. Giờ chị em ra tối ngày học riết. Tức là khổ, cái hoàn cảnh khổ khó khăn như thế nào bà? Nhà giờ khó khăn lắm, không có gì hết. Giờ trong nhà thì thấy nhà vậy chứ. Nhà này nhà hồi đó mà tôi cắt lên. Còn hai má con phải cắt lên. Rồi không có ai ở, có hai má con à. Rồi để riết thôi. Sau này nó mới có chồng, chồng có con. Thì nhà này không phải là nhà của nó, nhưng mà giờ cũng như nó. Giờ nó có hai đứa con, giờ cũng không biết làm sao. Cái nhà này nhà của tôi. Trước khi chị mất thì tức là chị làm lụng để nuôi các con và lo cho chồng. Còn bây giờ thì các cháu thì như thế nào? Các cháu giờ không biết làm gì hết, cứ giờ học hành vậy thôi, không có làm cái gì hết. Tôi giờ già rồi, giờ không có làm được, giờ không có làm gì được hết trơn. Giờ có hai cháu đó, giờ cũng không biết làm sao nữa. Bà nói giờ điên điên cùng cùng không biết gì hết. Nói chuyện thì biết nói, mà nói rồi hay suy nghĩ sao không biết được, cái làm như đặt chứ cũng không đúng đâu. Giờ có một mình hai đứa này, thì ai nuôi nó? Giờ tôi không làm được hết. Tôi nhà tôi ở nhà không mà phải nấu cơm nấu nước cho tôi ăn, không làm gì được hết trơn. Chứ coi tình cảnh vậy làm sao sống nổi.